Chào các em, chúng ta lại tiếp tục giải vòng số 9 của Vinbit khối lớp 9. Bài thi số 1. Chọn hai ô bằng nhau. Ồ, đây không có, à, có rồi. Chúng ta có thể dùng một cái tệp lưu kết quả nháp nha ha. Tính cái này trước. Đây là bằng 0,75. Tính qua bên này kia. Căn hai lớp 0,23. Không phải 23 luôn. Hai này bằng nhau kem. Kem khai triển ra là như nhau hết nè. Chọn luôn. Cho nó đỡ chật chỗ ha. Số nghiệm nguyên của bức phương trình này kem bình phương lên giải. 5x trừ 2 sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 16. Đồng thời 5x trừ 2 phải lớn hơn bằng 0 nhé. Hai chỗ này thì giãn nhanh, nhưng tôi lại không hiểu. Không sẽ nhỏ hơn bằng 5x trừ 2 nhỏ hơn bằng 16. Từ đây sẽ ra gì? Cộng khắp nơi cho 2, em sẽ có 2 nhỏ hơn hoặc bằng 5x nhỏ hơn hoặc bằng 18. Tương đương tiếp là 2/5. 2/5 là bao nhiêu? Là 0,4. Nhỏ hơn bằng x, nhỏ hơn bằng lấy 18 chia 5, 3,6. Nhỏ. Tới đây ta sẽ có x sẽ bằng gì? 1 nè, 2 nè, 3 nè. Hết. Vậy là chỗ này có 3 nghiệm nguyên ha. Rồi. Giá trị lớn nhất của biểu thức này. Chà, lạ nha. Người ta có thể tạm quên bài này, ta làm bài này trước đi, tiết kiệm thời gian ha. Kem chụp căn là mẫu thôi, hoặc là quy đồng luôn, cộng luôn, nó sẽ ra là trừ căn 3, trừ căn 3 kia, tức là trừ 1,73 đó. Tính là số phân cho nhẹ nhẹ. Giá trị của biểu thức này lúc x bằng 1 thì nó sẽ là 1 trừ 1 là hết luôn, là bằng trừ 5 ha, âm 5. Bên này là âm 2. Cái này dễ rồi trời. 10. Cái này 0,75. Và các em thấy nó bằng trên này rồi nè. Đó. Mình cho đi luôn đi. Đỡ mất công. Rồi tiếp tục. Nghiệm phương trình này thực ra là một cái hàng đẳng thức bằng 0 nè. Và là x bằng 2 thôi ha. Tiếp tục nghiệm phương trình này cũng vậy, đây là hàng đẳng thức x cộng 5 tất cả bình chứ gì nữa.
Dạ, x bằng trừ 5. Trừ 5 là giống trên này em ạ. Cho đi luôn ha. Đỡ chật chỗ. Tiếp tục. Ở đây chúng ta thực hiện tính 3 căn 3 trừ 2 căn 2 trên 19. Bằng 0,12. Có lần 3. 3 là bằng trên này các em nè. Đúng không? 3 nè, 3 nè. Cho đi luôn đi. Đỡ chật chỗ. Tiếp tục tan 120. À, cái này on đề nó tầm bậy rồi. Lớp 9 chúng ta không có học tan của góc tù. Mà thôi các em cứ tôi lấy máy tính tính luôn đi. Tan 120 nó sẽ bằng trừ căn 3 ha. Trừ 1,73. Lên cấp 3 chúng ta mới học tỷ số lượng giá của góc tù, góc vuông ha. Còn trung học cơ sở chúng ta sẽ học tỷ số lượng giá của góc nhọn thôi, mà đây họ cho đề này luôn. Chả hiểu nổi ha. Vậy hai cái này, hai cái này là bằng nhau nè. Tiếp tục. Cái này tao bấm máy thôi. Còn giải bằng tay nó ghê. Cái này giải bằng tay nó sẽ là một cái chuyên đề luôn. Chuyên đề về về căn để bồi dưỡng sinh giỏi. Nó sẽ là 10 kia. Giải bằng tay chúng ta sẽ đặt ẩn phụ kia. Mà ở đây không tiện thời gian thì không thể nói được, nó mất khá nhiều thời gian. Đặt ẩn phụ và đưa về giải phương trình bậc 3. Này sẽ bằng trừ 2. Như vậy là nó bằng trên này nè. Trừ 2 bằng cái này. Trừ 2 với cái này bằng nhau ha. Cho đi luôn. Tiếp tục tính cái này. Căn 3 trừ 1 cộng cho căn của 12 trừ cho 6 căn 3 là bằng 2 kia. 2 hai thì bằng trên này, cho đi luôn, đỡ mất công. Rồi tiếp tục, còn lại vài cái thôi ha. Cái này mình tính cho coi, 1 trên 2 căn 2 cộng 3 căn 3 là nó chính là bằng cái này luôn kìa, cái này luôn, cái này bằng nhau nè. Chục căn là mẫu cái này, nhân với lượng liên hợp là ra này. À, chọn luôn. Hệ số góc của đường thẳng này chính là 1 trên sin 45 này. Thì các em lấy 1 trên sin 45 thôi. Là nó bằng căn 2. Căn 2 tức là bằng cái nào trên này. À, và mình cứ để đây đi. Căn 2 tức là 1,41 đó. Rồi như vậy là 10. 10 thì không thể bằng cái này rồi. Hệ số góc 10. Ở đây 10 như có 10 đâu rồi mà. À đây 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 10 đây. 10 đây với cái này ha. Dạ còn hai cái này sẽ đi với nhau thôi. Bây giờ nếu đi thi thì các em chọn luôn chứ suy nghĩ gì nữa ha. Người ta kêu mình khùng. Còn bây giờ mình đang bồi dưỡng cho nên thầy sẽ giải thích tại sao cái này là bằng cái này. Thì chúng ta biết là cái này nó bằng căn 2 rồi. Cái này bằng căn 2 ha. Như vậy là giá trị lớn nhất của này cũng phải bằng căn 2. Nhưng mà tại sao lại như thế? Thì cũng đơn giản thôi. Các em đặt sin, đặt sin A
kem Dakshina ha. Dakshina một ít. Rồi. Thì kem suy ra là xin bình a sẽ bằng ít bình. Rồi từ đó suy ra là cốt bình. Cốt bình ít bình của bình a đó sẽ bằng 1 trừ cho sin bình a, tức là 1 trừ ít bình. Thế đó. Từ đây suy ra tiếp là cos a sẽ bằng căn, sẽ bằng căn của cái này ha, căn của cái này. Như vậy biểu thức A sẽ bằng gì? Biểu thức A sẽ bằng sinh A, tức là ít nè, cộng cho căn 1 chữ ít bình. Bây giờ các em đi tìm giá trị lớn nhất của cái này thôi là xong. Ta làm vậy cho nhanh kìa, không làm cho nhanh này. A trừ B cả bình luôn luôn lớn hơn hoặc bằng không. Từ đây suy ra là A cộng B cả bình rồi trừ cho a bình phương trừ cho 2ab cộng b bình phương sẽ lớn hơn hoặc bằng không. Từ đây các em suy ra là 2ab sẽ luôn luôn bé hơn hoặc bằng a bình phương cộng cho b bình phương. Vậy thôi.
Rồi. Bây giờ A lớn bình phương sẽ bằng sin A cộng cos A tất cả bình phương, thì nó sẽ bằng là 1 cộng cho 2 lần sin A cos A. Bởi vì 1 ở đâu ra? 1 chính là sin bình cộng cos bình đó. Thì cái này nó sẽ nhỏ lại bằng 1 cộng cho sin bình sin bình A rồi cộng cho cos bình A. Như vậy là A bình nhỏ hơn bằng 2, suy ra A nó sẽ nhỏ hơn bằng căn 2. Vậy thôi, tức là giá trị lớn nhất của A sẽ là căn 2 đó kìa, và nó khớp với cái này rồi nhé. Rồi ta có bài thi số 2. Cho đường tròn tâm O bán kính bằng 3, dây cung AC bằng 2, dây cung AC bằng 2, từ O kem kẽ một bán kính vuông góc với AC đi. Cắt AC tại H, cắt đường tròn tại B đi. Thì AC bằng 2 thì AH nó sẽ bằng 1 theo liên hệ đường kính và dây đó mà. Nối O với A lại thì OA sẽ bằng 3. Vì vậy khoảng cách từ O đến dây AC chính là khoảng cách OH các em nhé. Cách OH thì nó sẽ bằng căn của 3 bình trừ 1 bình. 3 bình trừ 1 bình tức là căn 8. Rồi ta tính xấp xỉ ra thôi. Nhập kết quả dưới dạng số phân, tính chính xác đến hàng trăm, vậy là 2 số phân 2,83 nha. Đường thẳng và đường tròn cắt nhau thì dĩ nhiên là có hai điểm chung rồi. Rồi tam giác ABC vuông ở A có đường cao là AH, biết AB là bằng 4. CH bằng 6. Tính BC. Rồi giờ các em đặt BH bằng x. Đặt BH bằng x thì ta sẽ có hệ thức lượng AB bình bằng BH nhân BC, tức là 4 bình bằng x nhân cho x cộng 6. Rồi giải phương trình x bình cộng 6x trừ 16 bằng 0. Các em sẽ thu được x bằng 2. Như vậy BC sẽ bằng 2 cộng 6 là bằng 8 cm. Câu số 4, các em sẽ chứng minh ở trong căn này nè, ở trong cái căn mẹ đó, là nó bằng x căn 3 trừ 1 tức cả bình rồi cộng với 16. Như vậy giá trị nhỏ nhất của yếu thức trong căn là 16, suy ra giá trị nhỏ nhất của y sẽ là căn 16 là bằng 4. Câu số 5, các em vẽ hình lại giùm. Hình thang ABCD vuông ở A và D, trong đó AB 18, còn DC thì bằng 32. Hai đường chéo BD với AC có đặc điểm là vuông góc với nhau.
Rồi dễ thôi các em. Muốn tính A, người ta bắt tính cái gì? Người ta bắt tính AC. Rồi. Bây giờ các em vẽ hình ra rồi nghe thầy hướng dẫn. Nếu nghe không kịp thì chụp hình lại nghe từ từ ha. Từ điểm A. Từ điểm A các em kẻ cho thầy một đường thẳng song song với BD. Cắt đáy DC kéo dài ở E. Rồi AE song song với BD. Mà AC vuông góc với BD thì AC cũng vuông góc với AE. Tóm lại tam giác AEC là tam giác vuông ở A, có đường cao là AD. Giờ các em sẽ thấy ABDE là hình bình hành. Như vậy ED sẽ bằng AB là bằng 18 luôn. Bây giờ các em áp dụng hệ thức lượng trong tam giác AEC nha. Tam giác AEC vuông ở A có đường cao AD thì AC bình sẽ bằng 32 nhân cho 32 cộng 18, tức là 32 nhân cho 50 và bằng 1600. AC bình bằng 1600 thì AC sẽ bằng 40. Câu tiếp theo. Câu số 6. Cho hình thang ABCD. Có góc B bằng góc C 90 độ. Hai đường chéo lại vuông góc với nhau tại H. Giống bài nãy hả? AB bằng 3 căn 5. HA thì bằng 3. Mình tính HC. Này cũng dễ thôi. Bây giờ các em xét tam giác ABC vuông tại B có đường cao là BH. Các em dùng hệ thức lượng ha. AB bình sẽ bằng AH nhân AC, tức là 3 căn 5 tất cả bình sẽ bằng 3 nhân AC. Vậy AC của chúng ta sẽ bằng 3 căn 5 tất cả bình, rồi đem chia cho 3 là bằng 15. AC bằng 15 trừ AH, tức là trừ 3 đi, là còn HC là bằng 12. HC là 12. Loạt bài này giống nhau y chang. Hình thang ABCD vuông tại A và D. Tại vuông tại A và D nữa. Hai đường chéo AC BD vuông góc với nhau. AB 18, CD 32. Tính BD giống bài nãy kìa. Giống y chang bài nãy luôn. Giống bài số 5. Nhưng mà thay vì tính AC thì người ta kêu tính BD cũng vậy thôi ha. Các em trở lại cái hình của bài số 5. BD chính là AE đó ha. AE thì các em dùng Pythagore thôi. Lấy EC bình trừ cho AC bình, tức là 50 bình trừ cho 40 bình là còn 900, vậy AE là bằng 30. Vậy BD cũng sẽ bằng 30. Câu số 8. Đường thẳng XT cắt đường tròn O bán kính 7 tại hai điểm. Vậy khoảng cách D từ O đến đường thẳng XY, khoảng cách đó sẽ thấp nhất là bằng bằng 0, cao nhất là bằng 7 ha. Không thể bằng 7 được, cận 7 thôi. Như vậy cái dấu ngoặc vuông tức là bằng A cũng được, cái còn dấu ngoặc nhọn B này là phải nhỏ hơn B.
Như vậy cái khoảng cách nó sẽ nằm trong vùng là lớn hơn bằng A và nhỏ hơn B. Như vậy A chúng ta chính là 0 đó. Là lúc đường thẳng XY đi qua tâm thì khoảng cách là thấp nhất là bằng 0. Rồi điểm thấp nhất của đồ thị này sẽ có bằng độ mấy? Điểm thấp nhất là y thấp nhất, y nhỏ nhất là bằng 1, đạt được khi x trừ 2 bằng 0. Như vậy là điểm đó sẽ có hoành độ là bằng 2. Còn nếu nó khác hai một phát đó, thì giá trị của x trừ 2 sẽ lớn hơn 0. Lớn hơn 0 cộng 1 là y nó sẽ lớn hơn 1 liền. Lúc đó cái điểm nó sẽ cao hơn. Tiếp tục. Giá trị lớn nhất của biểu thức này thì cái bình phương đây thôi, cái bình phương a lên thì a bình phương nó sẽ bằng là x trừ 5 cộng 13 trừ x rồi cộng cho 2 lần căn của x trừ 5 với lại 13 trừ x thôi. Vậy lúc đó a bình phương nó sẽ bằng gì? 13 trừ 5 là 8 nè, cộng với 2 lần căn của trừ x bình, ở trong căn là trừ x bình, cộng 13x cộng 5x là thành cộng 18x rồi trừ cho 65. Rồi giá trị lớn nhất là bằng 16. Lấy căn nữa là 4, 4 nhân 2 là 8, 8 cộng 8 là 16. Như vậy là A bình cao nhất là bằng 16. Như vậy A cao nhất là bằng 4. Thầy có thể giải nhanh cái bài này như sau. Bài số 10 các em theo dõi nha. Bài số 10 này. A lớn chúng ta sẽ bằng A lớn bình nhé. Bằng gì? Sẽ bằng x trừ 5 cộng 13 trừ x cộng cho 2 lần căn này nhân căn kia, tức là này đó vậy thôi. Bây giờ nó sẽ bằng tiếp cái gì? Nó sẽ bằng tiếp 8 cộng cho 2 lần căn của x nhân x là sẽ thành x bình phương rồi 13x cộng 5x là 18x trừ cho 65. Rồi cái này nó nhỏ hơn bằng 8 cộng 2 nhân 4. Các em tự tìm giá trị lớn nhất của cái căn này nha. Như vậy là A bình nó sẽ nhỏ hơn bằng 16. Tôi đang suy ra là A sẽ nhỏ hơn bằng 4 rồi. Sai một hai câu cũng được, không sao cả các em. Mấy cái chỗ làm tròn nè, đề hay sót, theo dõi cho kỹ. Được bài. Chúng ta qua bài thi số 3. Đi tìm kho báu. Loại này thì dễ chịu quá. Kết quả của phép so sánh. Cứ lấy hai đó trừ nhau. Kết quả bằng 0 thì bằng nhau.
dương đó thì a lớn không, còn kết quả trừ nhau mà âm thì a bé hơn. Căn 17 cộng căn 5 cộng 1 trừ căn 45, rồi kết quả ra dương ra, vậy a lớn b. Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc với nhau khi và chỉ khi chúng có một điểm chung. Trời ơi, hỏi lạ vậy. Rồi, cho tam giác vuông một cạnh 6, một cạnh 8 thì cạnh liền sẽ là 10. Độ dài bán kính đường tròn tâm A. Đường tròn tâm A tiếp xúc với BC thì bán kính của nó chính là đường cao ứng với cạnh hiện của nó. Dùng hệ thức lượng nó sẽ là 4,8. Dùng hệ thức lượng AH nhân BC bằng AB nhân AC đó. Rồi bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 8, 15. Tam giác vuông cạnh 8, cạnh 15 thì cạnh hiện sẽ là 17. Bán kính đường tròn nội tiếp là các em có thể tính được. Bây giờ thầy cung cấp cho các em một cái công thức này. S của một tam giác là bằng nửa chu vi nhân cho bán kính đường tròn nội ha. S là diện tích tam giác, P là nửa chu vi của tam giác đó, và R là bán kính đường tròn nội tiếp. Để hiểu công thức này ở đâu thì các em có thể lên cái chuyên đề các hệ thức trong tam giác ở trên kênh của thầy nhé. Giờ ở đây không có đủ thời gian để giảng về cái này đâu. R sẽ bằng S chia B, cái rồi diện tích của tam giác này sẽ là 8 nhân 15 chia 2 thì diện tích sẽ bằng 60, và chia cho nửa chu vi. Chia cho nửa chu vi là gì? Nửa chu vi là 8, 15. Dùng Pythagore cạnh hiện ra 17. Như vậy nửa chu vi là 8 cộng 15 cộng 17 được chia đôi ha. Đó là nửa chu vi. Và kết quả sẽ là gì? 8 cộng 15 cộng 17. 8 cộng 15 cộng 17 chia đôi là 20. Để 60 chia 20 là ra 3 các em. Thì bán kính đường tròn nội là 3. Các em cũng có thể tính theo cách khác. Bây giờ thầy có thể hướng dẫn các em tính mà không cần công thức này. Không cần công thức S bằng PR này. Khá mất thời gian à. Thôi các em lên kênh của thầy theo dõi cái chuyên đề đó cũng được. Còn ngoài ra chúng ta cũng còn nhiều cách làm khác nữa. Rồi biểu thức này sẽ đạt giá trị nhỏ nhất khi nào? Bây giờ các em để ý nè, căn x muốn xác định x phải bằng 0 nha. X phải lớn hơn bằng 0 nhé. Và khi x lớn hơn bằng 0 rồi thì cái hàm số này nó sẽ đồng biến. X càng tăng thì x bình nó cũng tăng theo thôi.
Và như vậy giá trị nhỏ nhất sẽ đạt được là khi x bằng 0. Biểu thức A sẽ đạt giá trị nhỏ nhất khi x bằng 0 các em. Với x tăng thì căn x nó cũng sẽ tăng lên, 5x nó tăng lên theo, x bình tăng lên theo, đúng không? Thì x nhỏ nhất sẽ đạt giá trị nhỏ nhất khi x bằng 0 thôi. Như vậy là ta đã hoàn thành xong bài thi số 9 với số điểm là tối đa